Anh này khá giống cây dưới của mình. Mẹ có thể qua đây mình về làm cho cây dưới mình như vậy được. Cây xanh này có thể gọi là phụ tử lớn cây dưới ở nhà. Vì tác giả chuyển sang gần như thân trực. Thân trực có một cành đuổi xuống dưới và buông dưới. Tạm thời mình coi như trực quyền nhé. Xem để cách để bông tán như nào. Cành xà dưới thứ nhất, cành xà cái gần nhánh thứ nhất, đằng sau đuôi đằng sau cũng buông xuống nhanh nhất nhất buông đường sau này, gồm có cành nhánh này, cái dăm thứ nhất đường sau các đưa xuống cách viết nói nhỉ, nói nào được đây? Nhánh thứ nhất vặn lại đằng sau, nhánh nhỏ thứ nhất cho quay lại thân mẹ, có một cạnh một dăm đưa lên, dăm hai ba dăm đưa lại thân mẹ ôm lấy mẹ, ba bốn dăm mở vai. Nhánh nhỏ thứ hai vừa có một dăm đinh lên, dăm thứ hai cũng ra ngoài, dăm thứ ba đưa ra ngoài, dăm thứ tư đưa vào trong. À, không đi xem thôi, xem quay lại cái cây nào nó thích thì quay lại cho vui để xem. Gà trong của anh hả, tác giả cây đẹp nhỉ, cân đối hài hòa, thấy đẹp thì quay lại kỷ niệm.